Chào các bác, em là Nghĩa, Facebook là Đinh Văn Nghĩa. Xin giới thiệu các bác là cây năm cành trắng, năm cành xanh Phú Thọ kiểu mẫu, lá xếp, chân dếp, thân to. Cây này là đạt được VA2 nhá, thách thức nhá. Bác nào mà cá cược không phải VA2 thì em có thể em kẹp đo cho bác xem. Lá rất là đều đẹp, vẫn còn đi ngọn này. Đến cái lá này chắc là thắt rồi. Đó. Năm cánh xanh Phú Thọ nhé. Mặt hoa thì mọi người chắc đều ai cũng biết rồi. Nhưng mà còn đây. Đó. Lá này là chắc hơi bị sâu. Nhưng mà không sao, chắc là nó vượt qua được thôi. Bọ đục. Cây rất khỏe, lực. Cái này vừa hoa vừa thân lá nhé. Hoa cũng đẹp nhé. Độ hot nó chỉ đứng sau 50 trang Phú Thọ thôi. Bởi vì cái cây này là chưa nhiều người chơi và chưa nhiều người đánh giá được nó. Bởi vì là cái cây này chưa có cây thứ hai, em nghe bảo là có cây năm cánh xanh nở rồi nhưng mà chưa có bông thứ hai để so sánh với cái bông này. Thế nên là rất là khó đánh giá cái bông xanh này. Đấy, bây giờ người ta sưu tầm chủ yếu là sưu tầm theo cảm tính thôi. Chứ còn chưa chơi theo kiểu là có cây nào để chấm điểm với cây năm cánh xanh. Thường thường là chỉ có năm cánh trắng với năm cánh trắng, bệt với bệt, mũi trắng với mũi trắng chẳng hạn. Mà so với cây năm cánh xanh để chấm điểm là chưa có. Rồi em xin phép dừng clip tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Rất là phê pha.